ơi, cho em thu tiền điện tháng này ạ. Ô hay, tiền điện vừa tháng trước thu, tháng này lại thu ạ. Em thu tiền điện theo tháng mà anh. Thì ai chả biết là như thế, nhưng mà tháng trước là cô thu buổi chiều cơ mà, sao lại bây giờ lại thu buổi sáng? Dạ anh ơi, em đến nhà anh mấy lần rồi, 5-7 lượt hôm nay mới gặp anh đấy ạ. Ừ. Mà em nói này, tiền điện nhà anh còn ít nhất khu vực này đấy. Ít nhất khu vực này á? Dạ vâng ạ. Thế này, thế bọn xung quanh này, bọn nó dùng hết bao nhiêu? Dạ toàn 400-500 nghìn thôi anh ạ. Úi dồi ôi, thế bọn này ăn điện à? Bọn này dùng thế thì lãng phí quá. Thế mà đến lúc nước sông, nước hồ nó cạn thì lấy đâu ra điện mà dùng? Quá lãng phí. Thế nhà tôi hết bao nhiêu? Dạ đây ạ, nhà anh hết 50.500 đồng anh ạ. Úi dồi ôi, thế là lại dôi ra rồi. Khổ quá, kiểu này là tôi phải xem xét lại cái cách dùng điện của bà xã nhà tôi mới được. Gớm, anh cứ nói thế. Em thấy tháng nào nhà anh chả như vậy. Như vậy là như vậy thế nào? Tháng này là phụ trội ra mất 500 đồng thế này. Mọi tháng nhà tôi dùng có 50.000 tròn thôi. Mà tôi đã bảo bà nhà tôi rồi, 8 giờ hãy bật đèn, 9 giờ đi ngủ là vừa. Mà đằng nào cũng thế, cứ bật lên từ 7 giờ. Chương trình vô tuyến bật lên, chỉ cần xem cái giới thiệu chương trình của tối hôm đấy thôi, cần gì phải xem cụ thể từng chương trình, đúng không? Thế có phải tiết kiệm được bao nhiêu điện không nào? Dạ vâng ạ. Gớm, nhà ai cũng tiết kiệm điện như nhà anh ấy, thì nhà nước khỏi phải lo thiếu điện.